Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Sự trở lại với một em laptop với mức giá lên đến 50 triệu đồng chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng trong video này. Asus ROG Zephyrus G14 phiên bản 2021 với chip đến từ AMD không những mang đến điểm nhấn về thiết kế mà còn về bộ vi xử lý mạnh mẽ đến từ hiệu năng. Và cùng mình vào video tìm hiểu xem phiên bản năm nay nhé. Phần bản lề này thì các bạn hoàn toàn có thể mở máy bằng một tay. Về tổng thể thiết kế thì dù là mang Mac laptop gaming thế nhưng mà lại vô cùng mỏng nhẹ như những chiếc laptop Ultrabook, không quá hầm hố này cũng như là không quá văn phòng, rất là phù hợp với những ai làm về các công việc như là sáng tạo cần các tác vụ đồ họa nặng mà lại còn hay phải đi lại nhiều nữa. Cực kỳ gọn nhẹ khi mà màn hình này chỉ là màn hình 14 inch, đây cũng sẽ là một sự nâng cấp đáng kể cho năm nay khi mà các bạn sẽ được trang bị ở đây là màn hình 2K, tần số quét là 120Hz thay vì là tần số quét chỉ là 60Hz như năm ngoái. Tấm nền IPS sẽ được phủ một lớp chống chói và đạt chuẩn Pantone với 100% sRGB, 87% Adobe RGB, 98% DCI-B3 và độ sáng cao lên tới là 350 nit. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể làm được đồ họa trên chiếc màn hình này. Được trang bị cấu hình siêu mới đến từ AMD là AMD Ryzen 9 5900HS đi kèm với đồ họa rời là NVIDIA RTX 3060, RAM 32GB, 1TB SSD thì đây chắc chắn là một cấu hình cao cấp nhất, mạnh mẽ nhất của dòng Zephyrus G14 năm nay. Đây cũng sẽ là cấu hình phù hợp cho mọi nhu cầu từ đồ họa cho đến gaming, không có gì đáng để chê trách về cấu hình cả. Và các bạn hoàn toàn có thể chơi game với màn hình 2K với các tựa game nhẹ này. Còn đối với game nặng hơn thì để màn hình xuống Full HD và tận dụng 120Hz cũng đã là rất là nét rồi. Và cùng xem qua phần test game cũng như là test hiệu năng của máy nhé. Sau khi bung hết hiệu năng thì vấn đề mà các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn đó chính là nhiệt độ. Thì Asus đã trang bị sẵn hệ thống tản nhiệt gồm 2 quạt lớn và 5 ống đồng sơn đen được nối với nhau. Thì các thành phần linh kiện khác đều được dán các miếng cách nhiệt để đảm bảo độ bền. Nhiệt độ thì có hơi nóng một chút thì chính vì thế thì các bạn có thể chọn một chỗ thoáng mát ngồi chơi hoặc là tùy chỉnh hệ thống tản nhiệt thích hợp có sẵn ở trên phím tắt ở bàn phím để máy luôn được mát mẻ nhé. Ngay phía bên dưới thì sẽ là khu vực bàn phím với layout vô cùng quen thuộc, không có cụm phím số khiến cho độ nảy khá là tốt, hành trình phím sâu. Đặc biệt thì bàn phím còn có trang bị các phím chuyên dụng như là tăng giảm âm lượng này, ở đây là tắt tiếng micro và phần mềm RG Armory Crest để có thể thao tác rất là dễ dàng. Phần touchpad thì không quá lớn thế nhưng mà cho cảm giác di rất là mượt, tracking tốt và chất lượng build ở mức ổn, phù hợp để cho các bạn dùng thay chuột. Và thêm vào đó thì để kích hoạt máy nhanh hơn và tăng tính bảo mật thì G14 sẽ tích hợp cảm biến vân tay ngay ở phía trên nút nguồn luôn. Loa thì sẽ được Asus trang bị là 4 loa trên G14 với công nghệ là Dolby Atmos cho chất lượng âm thanh ổn, rõ đến từng chất âm phục vụ đủ nhu cầu giải trí, nghe nhạc, xem phim. Cổng kết nối trên phiên bản 14 inch này thì cũng cực kỳ đầy đủ. Bên trái thì các bạn sẽ có cổng nguồn này, jack audio combo này, một cổng HDMI và một cổng USB Type-C hỗ trợ giao thức là DisplayPort và Power Delivery để có thể sạc nhanh cho máy. Cạnh phải thì sẽ là hai cổng USB Type-A và một cổng USB Type-C. Tổng kết lại thì với một chiếc máy 14 inch siêu mỏng nhẹ thì những gì mà Asus cũng như là AMD mang lại đều xứng đáng từng đồng mà các bạn sẽ bỏ ra. Đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.